bắt đầu một chuyên mục mới. Giống như các bạn đã thấy, mình là Titi đúng không? Nhìn này, siêu gầy, siêu mỏng, siêu Titi. Và từ để có thể mập lên, đó chính là chuyên mục 300k ăn dịt ở khắp mọi nơi. Và bây giờ, địa điểm đầu tiên mình bắt đầu đó chính là Tam Đảo. Như các bạn nhìn thấy phía sau đây ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi nhé. Let's go. Nhìn này các bạn. Và đây là 500k. Và mình sẽ tiêu 300 trước rồi đã. Do mình vừa mới lên và cũng chỉ 9 rưỡi thôi, chưa đói lắm. Vì vậy mình sẽ đi dạo một vòng để xem khung cảnh ở đây như thế nào trước đấy các bạn nhé. Địa điểm đầu tiên mà mình lựa chọn đó chính là Thác Bạc, cũng chỉ cách khoảng 400m so với trung tâm thị trấn thôi các bạn ạ. Mặc dù thác hơi nhỏ nhưng mà mình rất thích những nơi có nước. Do vậy, bất cứ chỗ nào có nước là thích rồi. Khi các bạn đi lên từ khu vực thác mà muốn nghỉ ngơi thì hãy dừng chân tại quán Trung Nhàn các bạn nhé. Mình thấy anh chị ở đây thoải mái, vui tính mà đồ uống cũng giá rẻ bình dân thôi. Đặc biệt là còn có tiết mục hát karaoke miễn phí nữa các bạn ạ. Có một số đồ đồng giá 39k, các bạn có thể mua ủng hộ anh chị nếu muốn. Đi bộ một chút về phía trung tâm thị trấn. Ồ nhìn kìa, thỉnh thoảng lại có đợt mây bao phủ vào giữa buổi trưa luôn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi ăn nhé. Wow, bê nước. Và đằng sau kìa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi ra khu vực khu đằng sau shop house để thưởng thức một số món ăn các bạn nhé. Xem hôm nay chúng ta sẽ ăn gì nào. Hơi hồi hộp, hơi đói. Mà không phải hơi đói mà rất đói các bạn ạ. Sụt luôn. Tại vì mình đã đi leo một đoạn thác Bạc và sau một thời gian lười vận động thì mình cực kỳ yếu. Hiện tại mình đang ở phía sau khu shop house để mình khám phá xem ở đây có món gì đặc trưng và nổi bật các bạn nhé. Sau một hồi đi vòng vòng thì mình thấy ở đây có chủ yếu là các món nướng, trong đó sẽ có những cái menu gần như giống nhau giữa các nhà hàng, và ngoài ra còn có cơm, phở, bún. Có cả lẩu gà đồi, lẩu cá tầm, lẩu cá hồi gần như kiểu Sapa các bạn ạ. Sau một quá trình thì chúng mình đã lựa chọn một nhà hàng ngay gần Rock Cafe. Đây ạ, view như các bạn đã thấy. Ngay đằng sau khu shop house gần trung tâm thị trấn. Mình đã lựa chọn set menu 300k dành cho hai người, bao gồm thịt xiên nướng, chim nướng, cơm lam và ngọn su su xào. Nhìn thì có vẻ hơi ít nhưng với hai người như vậy mình thấy là đủ. Ngoài ra thì bọn mình vẫn còn khám phá và ăn uống thêm một số món nữa mà. Bắt đầu ăn thôi, thưởng thức bữa trưa nào. Sau một thời gian ăn quá nhiều thịt, đặc biệt là ăn nguyên cả một con gà, bây giờ mình đã chuyển sang chế độ động vật ăn rau các bạn. Nhìn này, rất là nhiều rau luôn. Kia là mới là một cọng đúng không? Bây giờ là nhiều cọng. Ăn xong nghỉ ngơi một lát, mình lại lên khu nhà thờ đá chơi. Cũng chỉ cách chỗ mình ăn có 3 bước chân thôi à. Hôm nay là thứ hai, khá là ít người. Bạn có thể thoải mái check-in tạo dáng chụp hình ở đây. Có rất là nhiều kiểu sống ảo.
Vừa rồi thì mình thấy khu vực phía trước shop house có nhiều quán kem khói khá là ngon. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi thưởng thức nhé. Có nhiều đoạn video phía sau đó thì mình đã lỡ tay click xóa hết rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng và thưởng thức qua hình ảnh nha. Và đây là Leven Homestay. Homestay này khá là đẹp. Và mình đến đây, anh chị chủ đã dẫn mình đi tham quan khắp các phòng. Tuy nhiên thì cũng mất review rồi. Phòng đây đẹp lắm các bạn ạ. Bể bơi riêng của căn mới được hoàn thiện và đưa vào sử dụng mấy ngày trước đó. Giá phòng ở đây cũng hạ rẻ thôi, chỉ từ 850k phòng 2 người ngày trong tuần. Và nếu bạn đi đông hơn sẽ có phòng dành cho 4 người, 8 người, 18 người, thậm chí book nguyên cả căn dành cho khoảng 40 người. Ngay sát với Leven chính là cầu Mây Studio, nơi check-in sống ảo mà khi bạn đến Tam Đảo không thể nào bỏ qua. Ở đây bạn có thể thuê trang phục để sống ảo nhé. Như vậy là mình đã kết thúc hành trình khám phá Tam Đảo tại đây. Trong lần tới mình sẽ quay lại Hạ Long và khám phá thêm các bà nữa. Hãy tiếp tục đồng hành cùng với TT các bạn nhé. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thiên nhiên, lại còn có một lâu đài ở giữa.